Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để theo dõi những video mới nhất mà Mami tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì quý cô bác, anh chị đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà Mami tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2000. Nội dung video ngày hôm nay mà ba bài tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên, làm ra tiền tài như ý, phát tài phát lộc cực mạnh. Nếu như nắm bắt được cơ hội này thì sẽ đổi đời giàu sang, ăn Tết cực linh đình. Quý vị thân mến, nhiều người trong chúng ta khi gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc đời luôn thích tới chùa thắp hương cầu khấn, mong mọi thứ sẽ có chuyển biến tốt, tai qua nạn khỏi. Ai cũng muốn bản thân và người quen được thần Phật che chở, bảo vệ. Nhưng lời cầu khấn đó có hiệu nghiệm và thành sự thật hay không thì không ai biết chắc, và mọi người đều đánh giá theo trực giác của bản thân mà thôi. Vậy quý vị tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, có bao giờ thắc mắc phải làm gì để được Phật độ không và làm thế nào để nhận biết được Phật đang độ mình hay không? Nếu có thì mời quý vị cùng xem hết video ngày hôm nay nhé! Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, làm gì để Phật độ biết ngay để hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết đúng tháng 12 âm lịch? Trước tiên, mời quý vị cùng chiêm nghiệm lại đôi nét về tính cách và cuộc đời Nhâm Tuất, bởi tính cách con người quyết định rất nhiều trong việc có được ơn trên đỡ đần hay không. Nhâm Tuất là người tập trung ý chí kiên cường, ôn hòa tự trọng, thận trọng nhạy bén, khéo léo, có cách nghĩ mềm dẻo. Họ có vẻ bề ngoài thần bí lãng mạn lịch thiệp và thái độ xử sự chín chắn, giỏi đối đáp, rất biết dựa dẫm. Nhâm Tuất tài năng, đặc biệt có khả năng đấu trí nhất quán, từ đầu tới cuối không biết khoe khoang tài năng của mình mà âm thầm rèn giũa bản thân, đồng thời tiến dần về phía trước theo kế hoạch. Nhâm Tuất có khả năng cảm thụ và rất thông minh, khả năng ứng biến tốt, quan tâm đến người khác. Họ luôn có ước muốn dùng sức mạnh của bản thân tạo dựng sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, nhưng nếu thiếu tinh thần hợp tác sẽ rất dễ thất bại. Cuộc đời của Nhâm Tuất có thể nói là một cuộc đời đầy sóng gió, nếu cứ bằng phẳng chẳng có chút gợn sóng thì đã không phải là cuộc đời của Nhâm Tuất rồi. Mọi sóng gió đến với Nhâm Tuất như là điều tất yếu, người nào vượt qua được những nghịch cảnh, những sóng gió trong cuộc đời thì thành công thành tựu. Người nào không vượt qua được thì cứ mãi vẩn vơ thơ thẩn giữa dòng đời, ân tình bạc bẽo nuôi Nhâm Tuất lớn, sóng gió cuộc đời dạy Nhâm Tuất khôn. Nỗi uất ức của Nhâm Tuất được gói gọn trong câu ca dao: lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em, lúc Nhâm Tuất nghèo khó chẳng được ai nhìn ngó tới. Người thân xa lánh, người quen biến thành người lạ, bạn bè lại ngó lơ, chỉ có cha mẹ là bên cạnh ủng hộ lúc này. Nhưng thế sự đổi thay, một ngày Nhâm Tuất vươn lên thành công vẻ vang. Đột nhiên bạn phát hiện mình trở nên thật nổi tiếng, ai cũng vui vẻ nhận bạn là người quen, mà sao những gương mặt này lại xa lạ đến thế, vậy mới nói cuộc sống nhiều lúc chua chát như vậy đấy. Có những lúc hoạn nạn khó khăn Nhâm Tuất mới hiểu thấu được lòng người, lúc anh chị nắm của cải trong tay bạn bè vây quanh và đối xử tử tế với anh chị chưa chắc đã tốt, nhưng lúc mình không còn gì cả, người còn ở bên cạnh mới là người mình nên trân trọng cả đời, đã dành quá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái. Thời gian còn lại bây giờ Nhâm Tuất nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thích làm thì làm. Ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình đến những năm cuối đời. Khi đã đi tới cuối con đường sự nghiệp vinh quang, xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa. Nhâm Tuất sẽ muốn tìm lại những tình cảm chân thành, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại ước mơ thuở nhỏ cùng bạn học, nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, được quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu Nhâm Tuất đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó, ấy cũng là một sự giải thoát.
Chẳng việc gì cố mà được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, và cuối cùng đạt cho mình một dấu chấm hết thật to tròn và đậm. Có vậy thôi, vậy Nhâm Tuất có được Phật độ không? Và người được Phật độ thì sẽ như thế nào? Với tính cách và cuộc đời như vậy, chắc chắn Nhâm Tuất sẽ được thần Phật phù hộ. Tuy nhiên do nghiệp nhân quả mỗi người là khác nhau, nên người nào kiếp trước gieo nhân lành nhiều thì sẽ được hưởng quả lành trước. Còn người nào kiếp trước gieo nhiều nhân xấu thì phải chờ hết nghiệp ấy thì mới nhận về may mắn cho mình. Thực tế, đã có rất nhiều Nhâm Tuất được thần Phật phù hộ, có người nhận ra điều đó và rất trân trọng. Nhưng vẫn có những người đang được Phật độ nhưng chẳng hề nhận ra, kỳ thực mỗi chúng sinh xung quanh bạn đều có thể là Bồ Tát. Ngài không phải lúc nào cũng có hình hài giống như trong bức chân dung hình ảnh mà mọi người vẫn hay thấy. Hình ảnh của Ngài thay đổi theo sự thay đổi của chúng sinh. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nhìn thấy chân thân của Bồ Tát, nhưng thực ra Ngài vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chẳng qua là thường ngày vẫn bị bạn phớt lờ mà thôi. Sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 12 tháng 2 năm 1983 dương lịch, thuộc tuổi Nhâm Tuất, cầm tinh con chó. Can chi của tuổi Nhâm Tuất được giải nghĩa là cố gia chi khuyển, tức chó về nhà. Nam sinh năm 1982, mệnh thủy, đại hải thủy, có nghĩa nước biển lớn. Theo chiết tự, đại hải thủy nước của biển lớn, là một nguồn nước mênh mông vô tận và đầy mạnh mẽ. Nó có tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, văn hóa của con người. Người mệnh này có tính cách khá dữ dội. Nếu là người tốt thì sẽ là người bao dung rộng lớn, nếu là kẻ xấu thì dễ là tiểu nhân lấy oán trả ơn. Nhâm Tuất mệnh này là đại dương vốn mênh mông, vô tận, vì thế những người thuộc mệnh này cũng thường nuôi chí lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, bản mệnh đã nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người. Họ thích được làm những công việc có tầm vóc lớn lao, không thích làm những công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, họ sẽ là người rất phóng khoáng, chịu chi, không sợ thất bại. Mệnh này cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc, họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Bản mệnh Nhâm Tuất là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đa mưu túc trí, nên thường được giữ các chức vị cao được cấp trên coi trọng. Tuy nhiên vì có số đào hoa, nên những người thuộc mệnh đại hải thủy phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Ngoài ra mệnh này cần phải rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Công việc của người tuổi Nhâm Tuất nhiều áp lực và sự căng thẳng, có cả tiểu nhân quấy phá, vì thế làm gì cũng nên cẩn trọng, cân nhắc kỹ càng hạn chế xui xẻo gặp phải. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã phải vất vả chẳng kém ai, bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, nếu không dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, tháng có thái âm hỗ trợ, lại được chính tài mang cơ hội làm ăn, tuổi Nhâm Tuất có lộc về đất đai, điền sản. Người độc thân vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp, đam mê cá nhân mà chưa muốn tính chuyện yêu đương, cứ để tình cảm diễn ra theo lẽ tự nhiên. Không phải nóng vội chỉ vì một vài lời hối thúc của gia đình hay bạn bè, bởi hạnh phúc của bạn do chính bạn nắm giữ. Trong tháng nhu cầu đi lại nhiều, bản mệnh chú ý an toàn giao thông, có trường hợp mình đi đúng, nhưng kẻ khác đi sai vô tình gây tai nạn, hậu quả khôn lường, cẩn trọng vẫn hơn. Về phương diện sự nghiệp, tháng cuối cùng năm Quý Mão này công việc của người tuổi Nhâm Tuất nhiều áp lực và căng thẳng hơn vì cuối năm là thời điểm việc gì cũng cần gấp rút hoàn thiện. Việc đã nhiều thì chớ lại có tiểu nhân quấy phá, giở trò cạnh tranh lành mạnh nhằm cản trở con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm đất mộ khiến tuổi Nhâm Tuất có xu hướng thu mình lại, ngại va chạm hay cạnh tranh, vì thế mà cảm giác khả năng xử lý tình huống của bạn thiếu đi sự nhanh nhạy vốn có, thậm chí còn bắt nạt hù dọa. Những lúc vướng mắc hoặc phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Chỉ khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân, bạn mới có thể sửa đổi để tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa để học hành và bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quẩn quanh ở những điều quen thuộc, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày bạn cũng cần khiêm tốn và nói năng hành xử có suy nghĩ hơn, nếu không dễ làm mất lòng người khác. Đến khi thật sự cần đến sự giúp đỡ thì sẽ không còn ai chủ động vươn tay ra với bạn nữa. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính không có quá nhiều biến động,
hay ngạc nhiên bởi mọi thứ đã nằm sẵn trong sự tính toán của bạn. Người làm công ăn lương cuối tháng ngoài nhận được khoản lương cố định, còn có thêm các nguồn thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, quà tặng Tết. Nhìn chung thu nhập dồi dào, chi tiêu sắm Tết thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Người kinh doanh, buôn bán, vất vả đầu tháng, nhưng cuối tháng ngồi hưởng thành quả tốt lành. Một số bản mệnh có duyên với đất đai, bất động sản, có thể tiến hành giao dịch khá lớn và được hưởng tiền lời cao trong tháng nhờ thái âm dẫn đường chỉ lối. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Người trẻ tuổi dù muốn thử thách bản thân đến mấy cũng cần phải thận trọng. Đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời, nếu không bạn sẽ chỉ tốn công tốn sức mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác, con giáp này khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn. Đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ, thì đến khi làm việc lớn bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Phương diện tình cảm của con giáp này cũng không có nhiều điểm sáng. Có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình khi đối diện với tình yêu, với người còn độc thân. Thực tế thì tháng này bạn được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Bạn có thể được bạn bè người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên có vẻ như bạn chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó, nên luôn tìm cách từ chối. Hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử, đừng khiến những người có thiện chí với mình tổn thương. Hơn nữa, biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm suy nghĩ giống mình. Với người đã có đôi có cặp, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn. Vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt, đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau. Nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe cần đề phòng tai nạn, thương tật bất ngờ, vì trong tháng nhu cầu đi lại rất cao, họa vô đơn chí. Có trường hợp bạn đi đúng, kẻ khác đi sai vô tình gây tai nạn hậu quả khôn lường, vì thế cẩn trọng đề phòng vẫn hơn. Trong tháng có lộc về ăn uống, khó tránh lúc tiệc tùng quá độ, rượu bia nhiều gây áp lực cho hệ tiêu hóa và bài tiết, đó là nguyên nhân khiến bạn mắc chứng khó tiêu, ở chua, đầy bụng, khó chịu. Dù bận rộn tới đâu tuổi Nhâm Tuất cũng đừng quên việc tập luyện thể thao thường xuyên để cân bằng và duy trì sức khỏe ổn định, có như vậy mới kiểm soát cân nặng tốt, tránh tình trạng tăng cân đột biến. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Nhâm Tuất 1982 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé! Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tuất 1982. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Năm 2024 là năm mệnh hỏa, có mối quan hệ tương khắc với mệnh thủy của nam tuổi Nhâm Tuất 1982. Can giáp gặp can nhâm là tương sinh, rất tốt, chi thìn tương xung với chi tuất. Đối với nam mạng tuổi Canh Tuất, trong năm 2024 này, nam mạng Nhâm Tuất được thời vận tạo cho nhiều cơ hội phát triển. Những nỗ lực cố gắng trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần mệnh chủ không bỏ cuộc, tập trung làm việc vì mục tiêu của mình. Vận trình tử vi tuổi Tuất 1982 nam mạng, trong năm Giáp Thìn có cả cơ hội và thách thức, cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn, vì năm này mệnh chủ khá lao lực với công việc. Các khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại trạng thái tinh thần gia đình và cuộc sống sẽ giúp nam Nhâm Tuất nạp thêm động lực năng lượng tích cực. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Tuất 1982 có cơ hội thuận lợi để phát triển công việc, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì từng chút, làm việc chuyên tâm. Kết quả cả năm sẽ thu về được thành quả như mong đợi. Công việc đôi khi sẽ gặp một số khó khăn nhất định, để giải quyết vấn đề bản mệnh nên tăng thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn, kết giao bạn bè, nâng cao trí tuệ của bản thân. Người có trí tuệ sẽ bình tĩnh đối diện với mọi thử thách, biến khó khăn thành thuận lợi, giúp tiền đồ ngày càng rộng mở hơn. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tuất có sự tiến triển tốt, càng chăm chỉ làm việc tích cực, có đầu óc nhạy bén thì năm 1982 càng kiếm được nhiều nguồn thu nhập,
Bên cạnh đó, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ và đề cao lối sống tiết kiệm, giản dị. Ở độ tuổi 43, nam tuổi Nhâm Tuất nên đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chỉ chi tiêu những gì cần thiết, lập quỹ dự phòng cho tương lai, sẽ giúp cuộc sống nam mạng Nhâm Tuất luôn an tâm, chủ động thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Nhâm Tuất được vui vẻ hòa hợp, việc chia sẻ, động viên, dành thời gian cùng nhau ăn bữa tối mỗi ngày giúp không khí gia đình thêm ấm áp, các thành viên trong gia đình gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu đạt được sự cân bằng giữa gia đình và công việc, thì Nhâm Tuất nam mệnh sẽ tiến xa hơn và đạt được thành công ngay cả khi mệt mỏi. Gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất giúp mệnh chủ sạc đầy năng lượng, tiếp thêm động lực để tiến lên phía trước. Bước sang tuổi 43, nam mạng Nhâm Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe bản thân. Hãy duy trì một tâm thế tích cực bằng cách ăn ngủ điều độ, vận động thường xuyên để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống. Những khi làm việc lao lực, mệnh chủ nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Thỉnh thoảng nam Nhâm Tuất có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc thong thả đi bộ để tận hưởng cuộc sống tươi mới. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tuất, trong năm 2024 này, thời vận của nữ mạng Nhâm Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu xác định tốt mục tiêu, làm việc chắc chắn, bền bỉ và chính xác, thì công việc sẽ thuận lợi, gặt hái thành tựu. Luôn phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì con người sẽ tiến bộ mỗi ngày. Vận trình tử vi tuổi Tuất 1982, nữ mạng trong năm Giáp Thìn như chiếc thuyền, lúc ngược dòng, lúc xuôi dòng. Như người chèo thuyền chắc tay lái thì không gì có thể làm khó được. Nữ Nhâm Tuất sống nhân hòa, thiện lương, khiêm tốn thì việc gì cũng suôn sẻ. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tuất 1982 sẽ gặp cơ hội và có quý nhân giúp đỡ trong công việc, là người khéo léo, dễ dàng thích nghi, biết cách đối nhân xử thế nên nữ Nhâm Tuất gây dựng được uy tín và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Thực tế, công việc nào cũng tồn tại khó khăn nhất định, đối diện với những vấn đề nữ Nhâm Tuất không nên quá quan trọng hóa. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để cho tâm trí tươi mới, khai thông đầu óc, hoàn thành công việc hiệu quả và cuộc sống cũng trở nên hài hòa. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tuất có sự tăng trưởng, nguồn thu đến từ những khoản đầu tư an toàn và các quỹ tiết kiệm đều đặn sinh lời của mệnh chủ. Chăm chỉ tích lũy tiền bạc sẽ giúp tài chính của nữ Nhâm Tuất 1982 trong năm nay ổn định. Năm nay mệnh chủ nên chi tiêu cho những khoản cần thiết như chăm sóc cho gia đình, lo cho sức khỏe bản thân và đầu tư vào các lĩnh vực học tập, kiến thức. Về lâu dài, sự lựa chọn đúng đắn sẽ giúp nữ Nhâm Tuất xây dựng được một nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này. Trong năm Giáp Thìn 2024, các mối quan hệ của nữ tuổi Nhâm Tuất có chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, là người biết lắng nghe, giỏi thuyết phục người khác. Nhưng nữ Nhâm Tuất cũng sống nội tâm, ít chia sẻ tâm tư ra bên ngoài. Bởi vậy, lời khuyên cho nữ 1982 là nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình, bạn đời để nhận được sự nâng đỡ, hỗ trợ, giúp cuộc sống yên bình và tốt đẹp hơn. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, hãy luôn ưu tiên dành thời gian cho người thân bên cạnh để vun đắp tổ ấm thêm hạnh phúc. Nữ Nhâm Tuất 1982 trong năm Giáp Thìn bước sang 43 tuổi âm lịch nên cần chú trọng đến việc dưỡng sinh, giữ cho thân tâm mình khỏe mạnh. Dưỡng sinh ở đây bao gồm hai yếu tố, vận động và tĩnh dưỡng, kết hợp với nhau, giữ cho tâm lý luôn vui tươi, tích cực và lạc quan, sẽ giúp nữ Nhâm Tuất tỉnh táo, sáng suốt, cải thiện sức khỏe. Bản mệnh nên có giờ ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, thường xuyên vận động nhẹ nhàng để cơ thể bền bỉ dẻo dai và có sức đề kháng tốt hơn, phòng trừ bệnh tật. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tuất 1982 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Nhâm Tuất không nên kỳ vọng vào tuần này, bản mệnh phải hết sức bình tĩnh, chớ hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến tương lai. Nếu muốn công việc thuận lợi, con giáp này cần phải năng động hơn. Những người đang làm ăn xa quê, học lên cao hoặc đi công tác xa sẽ thuận lợi hơn dự định. Bản mệnh được khuyên nên xung phong năng nổ trong mọi hoạt động, đừng ngồi một chỗ thì mọi việc sẽ được như mong muốn. Vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tuất ở mức ổn định, chịu khó thì mới có tiền, còn đứng yên một chỗ thì không thể mong chờ lộc lá đến với mình. Đừng dại nghe lời những kẻ xu nịnh mà hống hách hơn thua với đời. Những ai được trao cơ hội đi xa kiếm tiền thì nên xem xét kỹ và tiến hành sớm. Vận trình tình cảm đi xuống vì cơ thể bất an, hay suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi, hay cáu gắt với những người thân quen.
Thay vì hàn học với thực tại, bực dọc mà buông xuôi, thì bản mệnh cần học cách suy nghĩ tích cực để nghĩ cách giải quyết từng khúc mắc một. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất. Con số may mắn: nam 6, 60, 55, 13, nữ 9, 37, 78, 82. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Nhâm Tuất công việc bất ổn, cẩn thận tiểu nhân lừa gạt. Những ai chuẩn bị đi xa làm ăn, công tác nhập hàng thì nên cẩn thận chọn giờ đẹp để đi. Không được chủ quan, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía khiến cho con giáp này một phen vất vả, khổ sở hao tốn không ít công sức. Trong tuần này tuổi Nhâm Tuất phần nào lao đao và mệt mỏi, có nhiều chuyện không vui sẽ xảy ra trong tuần, hy vọng bản mệnh đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách. Ở thời điểm hiện tại đừng quá lo lắng vì vẫn còn có chút may mắn hỗ trợ, tuổi Nhâm Tuất vẫn được quý nhân che chở, bảo vệ trước những cạm bẫy của tiểu nhân. Con giáp này cũng sẽ không gặp quá nhiều xui xẻo trong chuyện tiền bạc, trăm cày nên tiền bạc thi nhau đổ về túi, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và tiết kiệm cho tương lai của mình. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm tuổi Nhâm Tuất tiếp tục phải đối mặt với sự mù mịt, sự rối ren trong cảm xúc suy nghĩ khiến bản mệnh liên tục phải đau đầu. Muốn dứt bỏ nhưng lại chẳng đủ quyết tâm, nên nhớ trong tình yêu đừng để bản thân lụy tình, yêu đương phải tỉnh táo, gia đình mới là nơi đáng để tin cậy nhất. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 1 đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, đen, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu, con số may mắn, nam 3, 25, 46, 67, nữ 3, 71, 25, 59. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Nhâm Tuất sự nghiệp không được tốt, công việc tiến hành thuận lợi vào cuối tuần. Đầu tuần bản mệnh phải dồn sức cố gắng nhiều hơn nữa, thì đến giữa tuần vận trình mới có dấu hiệu chuyển biến. Cũng may tài lộc vẫn đến với con giáp này, dù làm nghề gì, người kinh doanh hay công chức làm công ăn lương thì tuổi Nhâm Tuất vẫn rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Tuần mới có lộc ăn uống khá nhiều, hay được người khác cho quà, buôn bán cũng khá khẩm hơn mọi khi. Điểm sáng trong tuần của tuổi Nhâm Tuất có lẽ là đường tình duyên, bên cạnh đó bản mệnh cũng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Kẻo họa từ miệng mà ra, đừng suy nghĩ nhiều vì như thế chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, sống cho chính mình là được rồi. Tình cảm vượng sắc, bản mệnh nhìn rõ trái tim mình và biết rõ ai là người thực sự phù hợp mà mình nên gắn bó lâu dài, tuy nhiên cũng nên để thêm thời gian thử thách, chứ đừng quyết định quá vội vàng. Những ai đang có đôi thì đừng để ý đến lời đồn đại của người khác quá nhiều, họ không hề có ý tốt. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mão, con số may mắn, nam 3, 45, 91, 03, nữ 3, 37, 72, 58. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Nhâm Tuất vận trình không dễ thở hơn là bao nhiêu, may mắn sẽ đỡ được phần nào, bản mệnh cần phải kiên trì và lạc quan vào tương lai phía trước, cơ hội để đổi vận vẫn còn rất nhiều. Tuần mới con giáp này được nhắc nhở đừng mang sự cố chấp đến chỗ làm, tránh xa kiện tụng thị phi ở cơ quan ra, bởi nếu dính vào thì người chịu thiệt nhất chính là bản mệnh. Tháng này chớ nên chủ quan mất cảnh giác mà đặt lòng tin quá nhiều vào người khác, chuyện giấy tờ càng phải chính mình chủ động kẻo gặp họa chẳng hay. Bù lại tài lộc khá linh động và vượng sắc, bản mệnh linh hoạt chịu khó nên cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến. Không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc, có thể con giáp này sẽ nhận được tin vui liên quan đến lương thưởng đền bù trong tuần này. Tuy nhiên tuổi Nhâm Tuất và người nhà đi lại cẩn thận, khi lái xe đừng suy nghĩ linh tinh kẻo ngã, va chạm gây ra họa huyết quang. Những cặp đôi đã có dự định cho tương lai thì cứ thế mà tiến hành, tuyệt đối không mơ mộng, không nghe lời người ngoài nói này, nói nọ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam 9, 89, 96, 64, nữ 6, 56, 12, 25. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối.
có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai. Khổng Tử từng nói rằng, ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người a dua, kết giao với người su nịnh, kết giao với người xảo ngôn thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn cuốc đất, trồng rau, thì cuốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền con nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hưng trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là dưới đọc sách, chọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu, Quản Trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, chân quý phẩm đức của bản thân mình. Điềm cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học vỡ lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có. Chúng ta hiểu rằng, trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt, những người có thể ở bên mình, chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói, đức bất cô, tất hữu linh. Ý nói rằng, người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời, con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình, đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn, một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tiếng người mới biết được ý nghĩa tương lai và trốn trở về chân chính của sinh mệnh, đó là con đường thành Phật chỉ ra, để chúng ta không bị mê lạc mất. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.